Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Ba mẹ con Sở Trích đang ngồi đây một xíu xiu đợi. Và Sở Trích đi lấy một cái đồ này. Bởi vì là đi mình không muốn mang cả hành lý cả trẻ con đi lòng vòng ấy. Nên là thôi ba mẹ con ngồi đây đợi ba em đi lấy xong thì cả nhà đi tàu đi ra sân bay để đi về nhà ngày hôm nay. Joey, con có nghe thấy tiếng chuông nhà thờ không? Ting tong, ting tong tong. That's the bell. The church bell. Ô, cái lá đó rồi, cái lá anh đưa cho con đâu? Đây, này. Achupacha. Tiếng chuông ở nhà thờ bên này. Ta pa ta pa to to. Ta ti ta ti to. Con ơi, Ba Phi, cái gì đấy? Con có cái gì đấy? Batman. Trời còn nắng nhưng vẫn hơi se se. Về đến nhà Sói Trích thì chắc là nóng. Ui. À, mẹ lấy cái băng đô với cái bờm chứ. Với cái kẹp tóc. Hôm qua. Đây. Yuhuu, đẹp chưa? Mẹ của Jacqueline mua tặng cho Zoe. Wow. Pretty. Đây con cầm lấy cái này. Mẹ cầm cái này cho. Rồi. Pretty. Wow. Về nhà rồi bóc ra nhá. Về nhà tháo ra rồi kẹp lên tóc em nhá. Dạ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Em. Mẹ ơi. Thích lắm. Mẹ ơi. Em nói đi mẹ ơi. Đúng rồi. Raphael, anh Sói ơi, không đi ra đường đâu nhá. Mẹ ơi. Mẹ này, em thích lắm. Con nói anh Sói. Đây. Đấy. Em ăn dâu tây này, em bôi ra đây này. Raffi nở. Đấy, đợi ba đã. We wait for daddy, okay? Okay. Zoe. Đấy. Đấy. Con. Vừa đấy xong lại quay đi rồi. Lúc nào mà em mơ mơ màng màng em ngủ á, mẹ em bảo em nói thì á, em nói nhiều lắm. Raphael, stand over here. Sit with mommy, please. Mommy. Dạ ạ. Con muốn bóc ra. Bóc ra để cài lên tóc á. Gỡ ra. Không được đâu. Baby. Baby đúng rồi. Hôm nay về. Thôi để ngày mai đi. Mẹ em sẽ phải lau toàn bộ nhà. Vì là tuần trước mình có người đến để xịt côn trùng ấy. Thì sau khi xịt xong phải để qua 1-2 ngày gì đấy mình mới lau nhà đi. Vì là cái thuốc xịt đấy nó ngấm vào tường ấy. Nhưng mà nhà Sở Trích đi Sydney này nên là xịt xong phải được hơn 1 tuần rồi. Mẹ em về mẹ em phải lau nhà. Gì đấy? Mẹ em lau chứ nhỉ? I
Sới Trích vừa hạ cánh xong, bây giờ lái xe về nhà này. Và mẹ Sới Trích sung sướng nhất là mang được túi mận, túi mận cơm mua được ở Sydney, mang về để ăn với muối tôm, để làm mận ngâm mắm đường ớt, ngon cực kỳ luôn. Thời tiết cực kỳ đẹp, nắng ấm, về là trẻ con bơi được, chơi được, không phải mặc quần áo lạnh. Hihi, popcorn. Xuống đến sân bay là mẹ em thay đồ cho hai anh em, mặc quần áo cộc, không thì nóng lắm. Em chị kìa. Trời sáng nay nhiều mây thế nhở. You think it's gonna rain? Look at the sky. A little cloudy. Ba em đây. Quay trở lại với góc bếp quen thuộc của nhà Sới Trích đây. Yeah. Bây giờ cả nhà đi sang bên nhà ông bà nội chơi với mọi người bên đấy đây. Mẹ em sẽ dọn dẹp đồ sau. Yeah. Ok, let's go, đi thôi. Đi con đi, đi. Đây là cái dàn quần áo bà nội cho nhà Sới Trích. Yeah. Ôi ngoài mũi. Ew, yucky. Let's go. Ok. Ôi trời ngon thế. Nè. Úp cái gì ấy? Em Trích cả buổi chiều hôm nay chơi bên nhà ông bà nội không vấn đề gì cả. Đây bàn chải của con đây. Mẹ em quên lại bảo bàn chải. Chìa khóa. Chìa khóa. Trong đó. Chìa khóa. Trong đó. Khóa. Ấm. Thế mà về nhà tắm đi ngủ rồi, nên bây giờ em lại dậy. Bây giờ là mấy giờ rồi đây? Bây giờ là 9 giờ. Mẹ em loanh quanh dọn dẹp suốt. Em dậy, hai cái má em đỏ ửng lên. Một là em đói, nên là bây giờ em ngồi ăn này. Hai là cái má đỏ kia là mọc răng. Ngon không? Hôm nay em không được bơi nha. Hôm nay sang bên nhà ông bà nội, ông bà nội mua quà sinh nhật cho anh sói, đợi anh sói về đưa cho anh sói này. Có bánh gato này, có nến này, chúc mừng sinh nhật sói muộn với cả nhà này. Ôi dồi ôi, bao nhiêu là Batman ấy, còn ba lô Batman nữa cơ. Em đói à? Em đói, đúng rồi, chiều nay em mải chơi mà. Ba em làm burger ở bên nhà ông bà nhưng mà em không ăn, em mải chơi. Mẹ làm bánh mì bơ lạc nhá. Ô.
Xe bán giỏi chứ. Anh Sói đang ở trong phòng, có chị Kiana tối nay ở đây cùng. Không biết là để đi ngủ chưa nhá. Vẫn mẹ em vẫn nghe thấy tiếng đang chuyện trò với nhau lắm. Chị Kiana ngủ ở bên phòng khác, phòng bên cạnh phòng bên chó ấy nhá. Úc. Em đói à? Dạ. À, ui đói quá. Ôi mà trời. Ú. Trên máy bay thì ti xong ngủ, thành ra là cũng không ăn. Ai? Kiana á? Em nghe thấy tiếng Kiana. Kiana. Đúng rồi, Kiana đang ở trong kia đấy. Nhầm nhầm, em ăn đi. Ừ, nhầm nhầm nhầm. Đúng rồi. Mẹ em lại làm cho em lát bánh mì bơ lạc đây. Cho em ăn nào. Ừ, bánh mì bơ lạc nhá. Em cắn. Mẹ xem nào. Thôi không bóc ra. Không bóc ra. Bắt đầu bóc ra nhặt lạc ăn đấy nhá. Chích là hay có cái món đấy lắm. Mẹ bảo khóc thì lại à, khóc. Chích ơi, Chích, con nói mẹ ơi. Mẹ con. Tắm. Chích. Chích. Thôi. Đây à. Đây. Đây. Đúng rồi. Mẹ ơi. À thế, ba ơi. Úi trời ơi. Đói quá. Em ơi, ba ơi. Em đang tập trung trên môn. Ôi ơi ơi. Xong đi ngủ nhá. Nhá. Ôi đói quá. Ôi đói quá, đói. Uống nước. Đây đi, nước. Nước. Em uống nước bằng cốc á? Uống nước bằng bình này cũng được. Muốn gì? Con nói ba ơi. Dạ em nói vậy. Ba ơi. Em nói rõ ràng lắm. Kì, chìa khóa. Chỉ ăn lõi thôi à? Lại giống anh Sói đi nhá. Bóc ăn, bóc ăn lõi. Ba ơi. Mẹ em. Đúng rồi, mẹ em nè. Con nói bye bye nào. Bye. Bye phải nhìn vào đây chứ. Bye. Đây. Con nhìn vào đây. Này. Rồi lực. Nhìn này. Bye. Thơm gió đâu? Thơm gió. Đúng rồi. Mơ. Nhà Sói Trích lại hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhé. Bye.